Chào các bạn trở lại với kênh của Khải Toàn. Phong thủy nhà hướng Bắc theo huyền không phi tinh. Hướng Bắc trong vận 8 có hai quẻ tốt và hai quẻ trung. Nhà ở chú trọng vào môn chủ táo, tức là cửa chính, phòng ngủ gia chủ và bếp. Với phong thủy công ty, ta chú trọng vào phòng giám đốc, phòng kế toán. Với hộ kinh doanh hoặc là shop bán hàng, ta chú trọng vào bàn quản lý, bàn thu ngân hoặc là bàn thờ. Đặc biệt, khi tìm ra được tài vị, có thể dùng hồ cá để kích tài, giúp vượng tài. Hướng Bắc trong hậu thiên bát quái thuộc quẻ khảm, ngũ hành thuộc thủy. Quẻ khảm đại diện cho con trai thứ. Cửa nhà ở hướng Bắc đại diện con trai thứ thường xuyên ra khỏi nhà khi trưởng thành hoặc là làm việc xa nhà. Nếu nhà hướng Bắc bị thiếu gốc, đại diện cho vận trình con trai thứ không tốt hoặc không ở cùng cha mẹ. Hướng Bắc có 3 sơn nhâm tý quý, tổng cộng có 4 quẻ trong vận 8. Khải Toàn trợ duyên với các bạn tự học phong thủy, mang đến cho các bạn kiến thức phong thủy chân chính, không phức tạp hóa. Học phong thủy trước tiên là giúp bản thân, sau đó là giúp người. Nếu ứng dụng phong thủy tốt, cuộc sống thay đổi tốt hơn vài phần. Muốn tốt toàn phần, cần phải tu tâm dưỡng tánh và có lòng giúp người. Bạn có dùng bao nhiêu vật phẩm phong thủy đắt tiền? Khi về đến nhà, tâm trí bị bao vây bởi công việc không phải là điều tốt, hoặc trong gia đình thiếu sự hòa thuận thì không phải là phong thủy tốt, chỉ là hư không. Thế nào là phong thủy tốt? Sạch sẽ gọn gàng, không mùi hôi, không có tiếng ồn. Tâm trạng những người trong nhà vui vẻ, có lòng bao dung là phong thủy tốt. Phong thủy là một phương tiện tốt. Phương là phương pháp, ta dùng phương pháp nào tiện lợi với ta là tốt nhất. Phong thủy giúp thuận lợi về tài lộc nhưng không phải vạn năng, vì phong thủy không thay đổi được luật nhân quả. Các nơi Khải Toàn đến xem, sau khi thay đổi phong thủy thì doanh thu và sự thuận lợi gia tăng. Nhưng nếu người chủ không đối đãi tốt với nhân viên, làm ăn thiếu chân chính thì không thể duy trì được lâu dài. Nói cách khác, phong thủy là một phương tiện trợ thêm về tài lộc, không thể thay đổi được luật nhân quả và tâm tính những người trong đây. Khi dọn vào một ngôi nhà để ở hoặc để kinh doanh, các bạn nên có sự tín ngưỡng về tâm linh. Đơn giản chỉ là thành tâm khấn, sẽ được phù hộ độ trì. Khai báo với thổ thần thổ địa và những vị quốc mặt quốc mài nơi này phù hộ cho ta sự yên ổn. Nếu có cúng kiến, nên cúng đồ chay cho thanh tịnh, giảm sát sanh. Cúng kiến là một phần tín ngưỡng, là một phương tiện tốt cho tâm. Nếu phong thủy có thể giúp cho công danh và tài lộc, thì trí tuệ đại diện cho cách dụng tài, nhân cách sống giúp ta gia tăng phước đức. Để tâm không bị nhiễu loạn, con người cần tu tâm dưỡng tánh và tập hành thiền. Có người bảo rằng, tôi nghĩ mình có sẵn Phật tính, có cần tu tâm dưỡng tánh hay không? Khải Toàn xin thưa, đừng nghĩ rằng mình có Phật tính thì không cần tu tập. Ngoài thiện tính còn có cả ma tính. Những ma tính này rất dễ trỗi dậy. Ví dụ một đứa bé không ai dạy vẫn có thể giành thức ăn, giành đồ chơi và khóc khi không vừa lòng, đó chính là ma tính. Con người cần tu tập, tu chính là sửa tâm, giúp giảm tâm ma, tăng thiện lành. Người hành thiền sẽ tìm cho mình một sự bình an trong tâm hồn. Thường xuyên đọc sách hoặc nghe pháp thoại, quán chiếu cuộc sống hàng ngày sẽ có được sự giác ngộ. Đạt được sự giác ngộ, tâm an rồi thì dụng phong thủy dễ hanh thông. Lập quẻ theo thuật số huyền không phi tinh có thể luận được thời điểm tốt xấu của một mảnh đất, một ngôi nhà, biết được thời vận của ngôi nhà theo từng năm tháng cụ thể, có thể nắm bắt được vận trình của những thành viên trong gia đình. Bài trí đồ vật theo phong thủy có thể những vật phẩm đơn giản như đồ đồng, tranh ảnh, màu sắc, thảm, hồ nước,
dọn dẹp thanh tẩy nhà cửa vẫn có thể đón vận may. Huyền không phi tinh là môn dễ học nhưng khó tinh thông. Trong video này, Khải Toàn đề cập 4 quẻ nhà hướng Bắc theo huyền không phi tinh thuộc vận 8. Nhà hướng Bắc thuộc hành thủy, hướng Bắc hợp với đông tứ mệnh. Hai phương pháp này mang tính tham khảo, không thể áp dụng cho các quẻ huyền không phi tinh, các bạn không nên lưu tâm. Để biết cách đo tọa độ chính xác và phân cung nhà, các bạn xem thêm video về hướng dẫn đo tọa độ và phân cung nhà trong kênh của Khải Toàn. Đây là kiến thức quan trọng để chỉnh thể phong thủy một ngôi nhà. Ngoài ra, các bạn sẽ lên Google tìm thầy Khải Toàn và website xem thêm các bài viết về dụng thần bát tự và các bài về huyền không phi tinh. Nhà hướng Bắc, tọa là hướng Nam, tức cuối nhà là hướng Nam thuộc hỏa, hợp với ai? Mệnh thiếu hỏa. Mệnh thiếu hỏa thường sinh vào mùa đông, vào các tháng hợi tí sửu, nhằm các tháng 11, tháng 12, tháng 1 dương lịch. Nếu ở nhà hướng Bắc, cho thêm vài điểm tốt. Nhà hướng Bắc có 3 cung, nhâm, tý, quý. Ngày tháng năm có tý không phải ngày tốt cho việc chọn ngày lành. Nếu phương tọa, tức ở cuối nhà thuộc cung ngọ, ngày tháng năm chọn ngày lành có thể chọn tỵ mùi hoặc dần tuất. Nếu phương tọa thuộc cung bính đinh, ngày tháng năm chọn ngày lành có thể chọn ngày thuộc mộc. Các bạn nên kết hợp thêm về dụng thần bát tự của gia chủ. Hướng Bắc trong hậu thiên bát quái thuộc quẻ khảm. Quẻ khảm thuộc thủy, khi đắc lệnh đại diện cho tài lộc, thăng tiến, danh tiếng và phát tài. Khi thất lệnh đại diện cho hao tài, mắc bệnh. Hiện tại đang ở vận 8, sao nhất bạch là sao tương lai, được xem là một ngôi sao tốt. Người học thuật cần có căn cơ, người sáng dạ học dễ hơn, người kém duyên nhưng đam mê học thuật phải học đi học lại rất là nhiều lần. Phần nào chưa hiểu các bạn hãy lướt qua nội dung tiếp theo, sau đó trở lại phần chưa hiểu, dần dần sẽ ngộ. Sự kiên trì sẽ dẫn đến thành công. Học huyền không phi tinh là luận về lý khí, thời điểm tốt xấu, không thể thiếu kiến thức loan đầu. Loan đầu chú trọng hình thể, mắt ta có thể cảm nhận được, tai ta nghe thấy được. Ví dụ cách cục ngôi nhà, bàn thờ, giường ngủ. Ví dụ trước nhà có cây to, cây bên trái là cây phù hộ, cây bên phải không phải là điều tốt. Tùy vào độ lớn nhỏ của cây và khoảng cách vào trong nhà. Trước nhà có trụ điện, trước nhà có cống rãnh không phải điều tốt. Giường ngủ nên có điểm tựa, đầu giường không bị xâm phạm bởi bất kỳ các loại cửa nào, nhất là cửa nhà vệ sinh. Trên trần nhà không nên có sàn ngang đè lên đầu giường, và đặc biệt cũng không nên có gương chiếu vào phòng ngủ. Xin lỗi, chiếu vào giường ngủ. Phòng khách là nơi tụ tài, gian phòng khách vừa phải. Nếu phòng khách quá lộn xộn, để quá nhiều đồ đạc sẽ không tụ được khí. Màu sắc của ngôi nhà dựa vào dụng thần bát tự của gia chủ. Màu sắc của phòng dựa vào bát tự của mỗi người ở trong phòng. Ví dụ người sinh mùa đông cần màu sắc ấm, người sinh mùa hè cần màu tươi mát. Nhà ở nên có tứ chính, tức là ngôi nhà vuông vắn không bị thiếu góc. Nhà vệ sinh phải luôn sạch sẽ. Người thiếu thủy có thể dùng nhà vệ sinh to có bồn tắm. Người kỵ thủy, nhà vệ sinh bé lại và nên màu ấm, nên có quạt hút ẩm. Người thiếu mộc nên ở nhà có nhiều đầu gỗ hoặc ốp gỗ. Người thiếu kim có thể trang bị nhiều gương hoặc là ngôi nhà hiện đại. Các điều Khải Toàn vừa nêu là vài yếu tố trong loan đầu. Khải Toàn xin trình bày các quẻ. Các bạn chuẩn bị sẵn thông tin tọa độ nhà, bản vẽ nhà, phân cung nhà và xác định thời điểm xây hoặc dọn vào ngôi nhà ở. Ví dụ sau 2004 sẽ thuộc vận 8, mỗi vận có 20 năm. Các bạn theo một trong bốn quẻ sau đây của nhà hướng Bắc. Trong hình minh họa ở hướng 12 giờ có ghi số tọa độ của mỗi quẻ. Ở gần cuối bài, Khải Toàn hướng dẫn vài vật phong thủy đơn giản theo từng ngũ hành để các bạn tiện ứng dụng. Đầu tiên là quẻ Bính Sơn Nhâm Hướng, quẻ số 1,
341 cho đến 348 độ. Ở quẻ này hướng tốt ta có hướng bắc, hướng đông hoặc hướng đông bắc. Hai cung không tốt ta có đông nam và hướng tây. Cung tốt ta nên làm phòng ngủ, phòng đọc sách hoặc là nhà bếp. Cung không tốt ta không nên tại vị lâu mỗi ngày. Tại hướng bắc ta có bát bạch hội hướng. Ở đây nên có hòn non bộ và nước hoặc là một bức tranh sông núi và nước. Tại đông bắc ta nên có thủy để kích tài, hồ cá, tranh cá hoặc là tranh sông nước. Tại hướng đông không nên có nước, thay vào đó là tủ cao hoặc là bức tranh núi. Tại đông nam và hướng tây ta có nhị hắc và ngũ hoàng, hai sao hung tinh. Không nên có hỏa, không nên động. Động có nghĩa là bao gồm quạt, loa hoặc là máy lạnh. Thay vào đó nên có một ít đồ đồng để hóa sát. Đơn giản nhất vẫn là sâu tiền 6 đồng. Nơi này nên thường xuyên sạch sẽ và đủ ánh sáng. Tại hướng nam ta nên có thủy tỉnh. Thủy tỉnh tức là một bức tranh về thủy. Tại tây nam ta nên có tranh núi hoặc là tủ cao, không nên có nước. Tại nam và tây nam nên có một ít đồ gốm để hóa giải quẻ họa hồi lộc, tức là quẻ không giữ được tiền. Tại tây bắc và trung cung ta có tứ lục và tam bích. Đây đều là hai sao thuộc mộc và hai sao thoái khí. Không nên có cây cối và màu xanh lá, nên có một ít hỏa, đá thạch anh tím, chiếc thảm đỏ hoặc là tranh ngựa. Khải Toàn nhắc lại, quẻ tốt của nhà này bao gồm hướng bắc, hướng đông bắc và hướng đông. Quẻ tây bắc kỵ mộc, nếu nam gia chủ sinh mùa thu thiếu mộc cũng không nên dùng nhiều mộc, thường một lá số khuyết hai ngũ hành. Tây nam đại diện cho nữ gia chủ, nếu nữ gia chủ thiếu thủy cũng không nên dùng thủy ở đây. Trong quẻ số 1 này, cung đặt giường ngủ nên ở cung bắc hoặc là cung nam. Bếp nên ở cung nam, không nên ở đông nam. Quẻ số 2 là quẻ khiêm, 349 cho đến 352 độ, nhâm khiêm tý. Cung tốt của quẻ số 2 này ở hướng bắc và hướng đông. Cung không tốt bao gồm hướng nam và hướng tây bắc. Tại hướng bắc nên có thủy để kích tài. Thủy hữu hiệu nhất là một hồ cá, cần nước sạch chuyển động. Không nên có vật cao lớn, không nên có tranh núi. Tại đây đặt giường ngủ, phòng làm việc là tốt nhất. Tại đông bắc và hướng tây không nên có mộc, không nên có màu xanh lá. Kỵ bội số 3 và 4 nên có một ít hỏa để hóa sát. Tại hướng đông ta có tổ hợp bát bạch, nên có một bức tranh vừa núi vừa sông nước. Tại đông nam không nên có nước, không nên có kim, nên có hỏa và một bức tranh núi. Tại hướng nam và hướng tây bắc, nhị hắc và ngũ hoàng, hai sao hung tinh. Không nên động, không nên có quạt, không nên có loa, không nên có màu đỏ. Luôn sạch sẽ, nên có một ít kim loại để hóa sát. Tại tây nam nên có thủy tỉnh để kích tài. Thủy tỉnh bao gồm tranh cá và tranh sông nước. Trung cung giữa nhà không nên có nhiều kim. Nếu nam gia chủ nhà này đại diện cho hướng tây bắc thiếu hỏa cũng không nên dùng nhiều hỏa ở đây. Người thiếu hỏa thường thiếu cả mộc, nên có thể dùng một ít mộc ở cung vị này. Khải Toàn xin nhắc lại, quẻ tốt của nhà này, quẻ số 2 là hướng bắc và hướng đông. Quẻ không tốt bao gồm hướng tây bắc và hướng nam. Quẻ số 3 là quẻ khiêm, 353 cho đến 355 độ, hoặc là 4 đến 10 độ và 19 đến 20 độ. Quẻ số 3 không phải là một quẻ tốt. Cung tốt của nhà này ta có hướng đông bắc và hướng tây bắc. Cung không tốt ta có hướng đông nam, hướng tây nam và trung cung. Tại hướng bắc ta có lục bạch và nhị hắc. Tại đây không nên có nhiều hỏa, không nên có nước, nên có một ít kim loại để hóa sát. Tại đông bắc không nên có nước, nên có tranh núi, nên có cửa sổ và có thể dùng hỏa. Tại hướng đông
không nên có mộc, nên có một ít hỏa. Tại Đông Nam và Tây Nam, không nên có hỏa, không nên có mộc, kỵ bội số 3 và 5. Nếu có nhiều mộc, nhiều xanh lá sẽ gây ra hiện tượng thị phi. Tại Đông Nam và Tây Nam này nên có một ít kim loại để hóa sát. Tại hướng Nam nên có thủy tỉnh để kích tài. Thủy tỉnh là chanh cá và chanh sông nước. Tại hướng Tây cũng nên có thủy để kích tài. Có thể đặt một hồ cá nhỏ hoặc là bức tranh cá. Tại Tây Bắc nên có chanh núi, không nên có nước. Giữa nhà không nên có nhiều hỏa. Khải Toàn xin nhắc lại, quẻ này là quẻ khiêm, không phải là một quẻ tốt. Cung không tốt bao gồm hướng Đông Nam và hướng Tây Nam. Cung tốt ta có Đông Bắc, Tây Bắc và hướng Tây. Cung tốt khá là hẹp. Cuối cùng là quẻ số 4. Đây là một quẻ khá tốt. Ngọ Sơn Tý hướng 356 cho đến 3 độ chính Bắc, hoặc là Đinh Sơn Quý hướng 11 cho đến 18 độ. Cung tốt ta có hướng Nam, hướng Tây Nam và hướng Tây. Cung không tốt ta có Tây Bắc và hướng Đông. Tại hướng Bắc không nên dùng nhiều kim loại, không nên nhiều màu trắng xám. Nên có thủy tỉnh để kích tài. Thủy tỉnh là chanh cá và chanh sông nước. Tại Đông Bắc không nên có nước, thay vào đó nên có hỏa và bức tranh núi. Tại hướng Đông và hướng Tây Bắc, nhị hắc và ngũ hoàng hai sao không nhị hắc và ngũ hoàng hai sao hung tinh, không nên có hỏa, không nên động, không nên có nhiều tạp vật, nên thông thoáng và đủ ánh sáng. Nên có một ít kim loại để hóa sát, chiếc hồ lô đồng hoặc là sâu tiền sáu đồng. Tại Đông Nam và Trung Cung ta có tam bích và tứ lục, hai sao thuộc mộc khoái khí. Nếu ở đây có thêm mộc sẽ gây ra hiện tượng thị phi. Không nên có mộc, không nên động, nên có một ít hỏa để hóa sát. Tại hướng Nam ta có bát bạch hội tọa, nên có một bức tranh sông núi và nước, hoặc là hòn non bộ có nước chảy. Có thể dùng phòng ngủ, phòng làm việc hoặc là phòng đọc sách nơi này. Tại Tây Nam nên có thủy, không nên có tranh núi, không nên có tủ cao. Tại hướng Tây không nên có thủy, nên có tranh núi, nên có tủ cao. Tại hướng Bắc và Đông Bắc nên có một ít đồ gớm để hóa giải quẻ họa hồi lộc, làm không giữ được tiền. Khải Toàn xin nhắc lại, quẻ tốt, cung tốt của quẻ số 4 này 356 cho đến 3 độ hoặc là 11 đến 18 độ, bao gồm hướng Nam, hướng Tây Nam và hướng Tây. Cung không tốt ta có hướng Đông và hướng Tây Bắc. Dựa theo quẻ huyền không phi tinh để bài trí đồ đạc phù hợp, các bạn nên kết hợp với loan đầu và cả dụng thần bát tự. Loan đầu vẫn là quan trọng nhất, ưu tiên về sự hài hòa giữa tiện ích và thẩm mỹ. Ví dụ ở cung tốt nhưng ngay cửa nhà vệ sinh thì không thể nào đặt được bàn thờ hoặc là bàn làm việc. Hãy học từ từ, không việc gì phải vội. Việc gì ta vội thường xuyên làm không tốt như việc làm từ tốn. Dụng thần là gì? Bát tự là gì? Khải Toàn đã làm nhiều video nói về các vấn đề này. Theo thuật mệnh lý, mỗi người sinh ra có một từ trường, một cơ duyên. Từ ngày tháng năm sinh, tức là sinh thần bát tự để nhận xét một lá số. Theo bát tự tứ trụ là xét cả lá số, xét ngày tháng năm giờ sinh để tìm ra dụng thần, tức là ngũ hành thiếu của một lá số. Cha đơn giản theo thuyết ngạ mệnh, người sinh mùa xuân thường thiếu kim nên chọn màu trắng xám làm dụng thần, hoặc là màu đen, màu xanh dương của thủy. Người sinh mùa hè thiếu thủy nên chọn màu đen, màu xanh dương của thủy hoặc là trắng xám của kim. Người sinh mùa thu thường là thiếu mộc nên chọn màu xanh lá hoặc là màu của hỏa, đỏ, tím, vàng, hồng. Người sinh mùa đông thường thiếu hỏa nên chọn màu nóng, màu đỏ, tím, vàng, hồng hoặc màu xanh lá của mộc. Các bạn có thể lên Google tìm mệnh khuyết để tìm hiểu thêm.
Nếu bản thân bạn là người tin vào sự ứng nghiệm của phong thủy, bản thân muốn ứng dụng phong thủy vào đời sống, vào chính ngôi nhà của mình, nhưng hiện tại người trong gia đình lại hoàn toàn không tin, họ nghi ngại, thì bạn phải làm như thế nào? Đơn giản, mỗi người có một cách nhìn khác nhau, chính bản thân bạn trước đây cũng như vậy. Vì vậy, ở hiện tại, bạn không nên vội vàng ứng dụng phong thủy vào chính ngôi nhà của mình. Hãy dùng chính sự thiện lành, âm thầm thay đổi bản thân, dành thời gian tu tập, dành thời gian ngồi thiền, chỉnh sửa tâm tính của chính mình để đạt được sự giác ngộ. Từ đây rất dễ thông cảm với những người xung quanh, vì tâm lý an lạc là một loại phong thủy tốt nhất. Thông cảm và giúp người sẽ có hòa khí, có được hòa khí sẽ dễ sinh tài lộc. Khải Toàn hy vọng các bạn có được kiến thức phong thủy chân chính, giúp cải thiện đời sống. Trên tất cả, sạch sẽ là phong thủy loan đầu tốt, tâm lý an lạc là phong thủy lý khí tốt. Và đừng quên bố thí niềm vui, bố thí niềm hoan hỷ khi có cơ hội. Và tập hành thiền mỗi ngày 10 phút cho tâm an tịnh. Sống lạc quan, gieo thiện lành. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.